Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá cà phê của kênh Coba Sài Gòn. Kính chúc quý vị và các bạn một tuần mới đầy năng lượng và công việc thuận lợi. Nếu là lần đầu đến với kênh xin hãy đăng ký và nhấn chuông để dễ dàng theo dõi cập nhật giá hàng ngày. Giá cà phê trực tuyến hôm nay 19 tháng 2 năm 2024 của ba sàn giao dịch cà phê kỳ hạn chính ICE Futures Europe, ICE Futures Mỹ và B3 Brazil được cập nhật như sau. Mời quý vị và các bạn theo dõi màn hình. Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn London lúc 4 giờ 12 phút ngày 19 tháng 2 năm 2024 giữ mức ổn định, ít biến động so với phiên giao dịch trước, giao động từ 2.978 đến 3.250 USD tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 3 năm 2024 là 3.231 USD tấn, kỳ hạn giao hàng tháng 5 năm 2024 là 3.141 USD tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 7 năm 2024 là 3.076 USD tấn và kỳ hạn giao hàng tháng 9 năm 2024 là 3.016 USD tấn. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 19 tháng 2 có xu hướng ổn định, duy trì ở mức khá. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 3 năm 2024 là 190,85 cent pound. Kỳ giao hàng tháng 5 năm 2024 là 186,70 centpout, kỳ giao hàng tháng 7 năm 2024 là 185,60 centpout và kỳ giao hàng tháng 9 năm 2024 là 185,45 centpout. Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 4 giờ 12 phút ngày 19 tháng 2 năm 2024 như sau. Giá cà phê trong tiếp tục tăng so với phiên giao dịch trước đó, mức tăng từ 800 đến 900 đồng trên kg. Hiện giá trung bình là 81.000 đồng trên kg tại các tỉnh Tây Nguyên. Giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 81.400 đồng trên kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum ở mức giá khá cao với 81.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 81.400 đồng trên kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà cà phê được thu mua với giá 80.300 đồng trên kg. Giá cà phê hôm nay, ngày 19 tháng 2 tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện Cư Mờ G. A. R. cà phê được thu mua ở mức 81.000 đồng trên kg, còn tại huyện EA Hát Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 81.100 đồng trên kg. Bản tin của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.